Rồi, Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi ha. Thưa quý vị, hôm nay Nhật Tây đang tiến hành test lại cho quý vị nghe về cái mẫu âm thanh karaoke di động công suất lớn. Và mẫu này trước mắt quý vị đây nó có tên là NT2022, phiên bản có kết hợp cho mình với hai loa full bass 20 quý vị nha. Và dòng sản phẩm này thì nó có rất là nhiều phân khúc giá khác nhau. Quý vị chúng ta có thể chọn một phân khúc không có thùng ở dưới thì dao động, không có thùng ở trên á, không có hai loa trên thì dao động từ 5 cho đến 11 triệu. Và nếu như quý vị chúng ta muốn chọn cái dòng mà có hai loa trên nữa thì giá của nó là từ 8 triệu quý vị nha, từ 8 triệu trở lên cho đến là 14 triệu trở lại ha. Và sản phẩm trước mắt quý vị đây, hiện tại nó là phân khúc của phiên bản cao cấp nhất, giá là 14 triệu quý vị ha. Hôm nay Nhật Tây sẽ tiến hành test lại cái chất lượng âm thanh, chất lượng karaoke trước khi bàn giao về cho khách hàng. Cho quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nè. Nó được trang bị cho mình với một thùng loa hai bass 40 gồm có bass từ 170 côn 65, bass sườn nhôm hàng nhập khẩu, hai trép 450 cao cấp và bên trong có gắn cái mạch lọc phân tần, gắn cái chống hú micro và tích hợp cho mình với một bình ắc quy là bình 30A. Và ở đây thì nó sẽ được tích hợp cho mình với một cái bo mạch công suất lớn ha, bo mạch công suất lớn và nhiều chức năng. Và ở trên thì nó sẽ được tích hợp cho mình với hai tay mic nè quý vị ha. Ngoài ra thì nó sẽ được trang bị thêm cho mình với hai loa full bass 20 để tăng cường cái công suất. Nếu như quý vị chúng ta đang có cái tầm tiền khoảng từ 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu hoặc 14 triệu thì quý vị chúng ta sẽ sở hữu được bộ dàn như thế này. Còn quý vị chúng ta có số tiền ít hơn như là 5 triệu, 7 triệu thì quý vị chúng ta sẽ sở hữu được một cái thùng ở dưới nhưng là phiên bản khác quý vị nha. Nó giống tương tự như thế này thôi nhưng mà đồ này nó khác. Làm tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làm bên băng qua kinh nói tình miền quê. Vui vui dân trong làng ra những chữ đề, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng quê. Đồng tre bao chữ hè vui mùa thu về, để lòng ai quên hết lâu nay. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng lắm bên ấy. Sáng chân vỡ nát trái
em rời xa đến đâu. Nhiều năm